Mr. hết xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về phun dô hồ sơ đen về một tổ chức tội ác. Kỳ năm, những người vào hàng sói. Với những cái tên giả trong một tổ chức từ thiện quốc tế giả, những chiến sĩ an ninh nhân dân đã nhập vai tuyệt vời và chính họ đã góp phần lớn cho sự thành công của chuyên án cao nguyên F101. Với sự thông minh, tài trí, táo bạo, với tinh thần bất chấp hiểm nguy, họ như những cảm tử quân trong một trận đánh quyết định trước sự hung hăng tàn bạo của bọn phản động trước những tình thế hiểm nguy có những chiến sĩ an ninh đã hướng đạn thù thay cho đồng đội mãi mãi không về khi đó họ còn rất trẻ cố đại tá vũ linh kể hồi đó khi biết có trận đánh lớn sắp xảy ra ban chuyên án đã nhận được rất nhiều đơn tình nguyện trong đó rất nhiều những lá đơn của các cán bộ an ninh trẻ tuổi dù họ biết phía trước là hiểm nguy là có thể hy sinh tính mạng của chính mình. Cuối cùng, Ban chuyên án quyết định các đồng chí Lâm Văn Thạnh, Thiếu úy, trinh sát ngoại tuyến thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị, Nguyễn Ngọc Diêu, Thiếu úy, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Duy Hưng đều là thượng sĩ, cán bộ phòng hậu cần, Trần Hiếu Phi, Thiếu úy, lái xe riêng của Thượng tá Vũ Linh và đồng chí Nguyễn Văn Cho, trinh sát an ninh của Bộ Nội vụ Tăng Cường, vào trận. Các cảm tử quân được huấn luyện kỹ càng, nhập vai một cách thuần thục trước khi vào cuộc đấu sinh tử. Nhập vai Ba Bình một thành viên của tổ chức từ thiện Caritas, lúc đó Lâm Văn Thạnh mới ngoài tuổi 20. Lúc anh tham gia nhân vật chính trong chuyên án này, chị Nga vợ anh, vừa mới mang thai cháu Quỳnh Hương 6 tháng. Ngã xuống giữa một cánh rừng lâm đồng, người sĩ quan an ninh quả cảm ấy không bao giờ nhìn thấy gương mặt đứa con gái thân thương của mình. Khoảng 22 giờ, ngày 4 tháng 8 năm 1980, Phó ban chuyên án Vũ Linh bí mật triệu tập thiếu úy Lâm Văn Thạnh lên phòng làm việc của mình. Ông nói: Ban chuyên án đã quyết định dùng chim mồi câu nhử tạo ra những cơn lốc xoáy vào tận sào huyệt, đập tan bộ máy lãnh đạo Funzo, kéo họ và binh lính ra khỏi rừng, đưa họ trở về với buôn làng. Để chuyên án thành công, ta tạm thời đóng giả tổ chức từ thiện Carita. Ta phải tỏ ra là tổ chức này có sẵn tiền, có đủ mọi phương tiện và điều kiện để câu nhử dưới hình thức đưa chúng ra nước ngoài nhằm bắt sống những tên lãnh đạo cao nhất của Trung ương Funjo. Để làm được việc này, ban chuyên án quyết định chọn Thạnh đóng vai Ba Bình là phái viên đặc biệt của Caritas. Lâm Văn Thạnh đã nhận lệnh của phó ban chuyên án trong một tâm trạng đầy hứng khởi, tự tin với lời hứa trước cấp trên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, dù phải hy sinh tính mạng. Thiếu úy Lâm Văn Thạnh là một trinh sát an ninh đa tài. Anh vào vai Nguyễn Văn Bình, Ba Bình, đại diện của tổ chức từ thiện Carita và nhập vai khá ngọt. Trong chuyến công tác đặc biệt đầu tiên, chỉ có anh và thiếu úy Nguyễn Di Hưng trong vai lái xe đến điểm hẹn đón chuyến hàng, chuyến hàng quan trọng nhất vào ngày 13 tháng 8 năm 1980. Trên chuyến hàng ấy có đệ nhất phó thủ tướng Naria Iadak và chín nhân vật cỡ bự khác của Fujo Sau này, anh Hưng kể lại, khi đó, bản thân anh thấy hãnh diện và có phần hơi run khi trước mặt mình là 60 tên phun rô hộ tống Đắc và các sĩ quan chỉ huy rất hung hãn, lăm lăm súng ống. Nhưng Lâm Văn Thạnh thì rất bình thản, tự tin. Trước đó, để chuyến xe đón ông IADUK trở về thành công, Lâm Văn Thạnh, Nguyễn Duy Hưng và cả ban chuyên án đã qua nhiều phen hú vía. Trong đó có một tình huống bất ngờ là chớm sáng ngày 13 tháng 8 năm 1980, theo chỉ đạo của ban chuyên án. Anh Bình làm việc với nhóm sĩ quan cận vệ của ông IADUK và được họ cho cái hẹn đúng 4 giờ sáng tới địa điểm đón người. Ban chuyên án đã bố trí lực lượng và Thạnh cùng Hưng có mặt đúng hẹn. Bất ngờ, từ trong những bụi cây rậm rạp cạnh con đường mòn chỗ xe anh Hưng đậu, xuất hiện 6 tên phun dữ dằn. Bọn chúng lao vào dùng bắn súng, khúc cây và đá đánh hai anh một trận phù đầu. Hỏi các anh có phải là người của công an không? Tất nhiên, Thạnh vẫn không để lộ mình giỏi võ thuật mà phải giải thích với chúng các anh là thành viên của hội Caritas và đang giúp mở ra cho họ con đường tươi sáng. Chuyện bị tấn công này, Ba Bình đã nói lại với IADUK trước lúc lên đường. IADUK tỏ ra bối rối và nghiêm sắc mặt cảnh cáo 6 tên phun manh động. Chuyên án F101, như đã nói, có 8 chuyến đi đón lỗng phun như thế. Mỗi chuyến đi là mỗi chuyến cam go, nguy hiểm, thử thách bản lĩnh can trường và tài trí của các chiến sĩ an ninh nhân dân mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến công tác đặc biệt này. Những trinh sát của chúng ta nhìn đồng chí, đồng đội và người thân như là lần gặp cuối cùng. Trong chuyên án ấy, có rất nhiều tình tiết ly kỳ và rất nhiều câu chuyện. Trong dung lượng hạn hẹp, chúng tôi xin kể lại sự hy sinh dũng cảm của hai sĩ quan công an trong số những người vào hàng sói. Quá trình phát triển của chuyên án rất nhanh, nhưng Trung ương Phun Rô Nhánh Edezo pao Du cầm đầu đã phát hiện nhóm Naria Iadak tìm đường trốn ra nước ngoài bọn sĩ quan Funzo đã bắt những tên ta thả về rừng nhằm câu như để tra tấn, khai thác và chúng đã hình dung dần mọi chuyện. Ngày 10 tháng 12 năm 1980, anh Ba Bình, Lâm Văn Thạnh đến liên lạc với Trung úy Samon ở khu vực chân núi Voi, thuộc địa bàn huyện Đức Trọng, chuẩn bị thực hiện chuyến thứ bảy. Samon dẫn Bình đến gặp một tên Funzo xưng là thiếu tá. Vừa thấy anh Bình, tên thiếu tá này vội đứng dậy khỏi tảng đá hắn ngồi rồi ra lệnh cho bốn tên lính vây quanh anh hắn giữ một khoảng cách với anh cười xã giao rồi đưa cho một tên lính khắp bản danh sách 19 tên funzo xin đi trong chuyến tới ra hiệu đưa cho anh thạnh danh sách này gồm bốn funzo cao cấp là các trung tá lơ mu chông cilbe enuon mơ bột và thiếu tá tuneden tỉnh trưởng phan giang cùng một số funzo cấp úy lâm văn thạnh và đồng đội không ngờ các anh đã rơi vào một cái bẫy do chúng cài sẵn đúng hẹn 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 1980, Lâm Văn Thạnh, Nguyễn Ngọc Diêu, Trần Hữu Phi và Nguyễn Tư cho lên đường trên hai chiếc ô tô quen thuộc để đi đón Toán Phun Đến điểm hẹn, nhận ra ám hiệu, các anh nhá đèn pha ba lần theo quy ước. Từ bụi cây ven đường, hai tên Phun bước ra và nói các anh chạy xe vào 50 mét, rồi thêm 50 mét nữa. Xe vừa vào sâu trong rừng, bất ngờ, 20 tên Phun lao vào khống chế, bẻ quạt tay các anh ra phía sau rồi dùng hai sợi dây dù trói các anh lại, đánh đập thỏa sức như để chút cơn giận dữ. Chúng lăm lăm súng ống dí vào người các anh, vừa chửi vừa cười man dợ. Sợi dây trói không đủ chặt, chúng bất cây mắc cỡ quấn thêm mấy vòng trói các anh. Cảm giác đau bút ban đầu nhanh chóng biến mất mà thay vào là những suy nghĩ, băn khoăn. Liệu đây có phải là cái trò đánh phủ đầu của bọn phun rô như thỉnh thoảng chúng vẫn làm để buộc các anh sợ hãi mà khai ra? Các anh chính là công an đi bắt chúng thế nhưng các anh đâu biết đã bị lọt vào một cái bẫy mà chúng gọi là kế hoạch phượng hoàng biết là bị lộ ngay tức khắc nguyễn ngọc diêu đánh ngã một lúc ba tên rồi bỏ chạy nhưng chúng đã bắn chết anh tại chỗ còn lâm văn thạnh trần hữu phi và nguyễn văn cho trên đường áp dài chúng tiếp tục tra tấn hành hạ các anh hết sức dã man nhưng cả ba cắn răng chịu được thạnh ra hiệu cho phi và cho thừa lúc bọn phun rô sơ hở anh sẽ tự cởi trói nhảy vào tấn công bọn chúng để tạo thời cơ cho đồng đội chạy thoát. Đến 8 giờ sáng thì bọn Funzo dừng lại và mang cả ba người đến bên một bờ vực chuẩn bị xử bắn. Lợi dụng lúc chúng lên đạn, Thạnh đưa mắt ra hiệu, cho vào phi nhảy xuống vực chạy thoát. Một mình Thạnh tả sung hữu đột tấn công giữ chân địch, và cuối cùng, người chiến sĩ an ninh quả cảm ấy đã ngã xuống giữa cánh rừng lâm đồng sự hy sinh anh dũng của Lâm Văn Thạnh đã được nhà nước ghi nhận với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang từ tháng 12 năm 1982. Gần 40 mùa xuân đã qua, nhưng trên ngôi mộ của anh giữa nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt lúc nào cũng thắm sắc hoa tươi. Người thân, đồng chí, đồng đội của anh luôn tưởng nhớ về người sĩ quan an ninh Lâm Đồng Mưu Trí, dũng cảm đã ngã xuống khi tuổi đời hãy còn rất trẻ. Vào thời điểm đó, chị Trịnh Thị Nhi, vợ của anh Nguyễn Ngọc Diêu và chị Trịnh Thị Nga, vợ của anh Lâm Văn Thạnh đều đang mang những giọt máu của các liệt sĩ trong mình. Với chuyên án mang mật danh cao nguyên F101 mà Lâm Văn Thạnh và các đồng chí, đồng đội của anh tham gia, công an Lâm Đồng đã câu nhử bắt giữ đại bộ phận bọn cầm đầu Phung làm cho nội bộ của chúng tan rã, tạo điều kiện cho ta phát động quần chúng, tấn công chính trị, gọi về hàng hơn 2.000 tên. Kết quả đó đã tác động đến toàn vùng Tây Nguyên, gọi về hàng đến 4.000 tên góp phần giải quyết cơ bản vấn đề phun rô theo tinh thần chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đem lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng các dân tộc anh em trên khắp các buôn làng Tây Nguyên. Hết phần 5. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.